Chào tất cả các bác, chào tất cả anh chị. Hôm nay em quay video giới thiệu đến các bác cái cây phi điệp. Cây này thì gọi là cây một mắt trái tim. Đấy. Bởi vì cái môi hoa này nó giống hình trái tim. Đấy. Các bác thấy không ạ? Nó giống hình trái tim thì em gọi là cây trái, mắt trái tim. Để cho nó dễ nhớ thôi, chứ còn thực ra thì để mà nói thì là cái cây này nó cũng khá đẹp. Và nó không đâu phải là một bông đâu. Bông nào nó cũng đẹp như vậy các bác ạ. Bông nào nó cũng thế. Đấy, các bác nhìn những cái bông xa này. Đây này. Đấy. Rất là đẹp. Đúng không ạ? Mắt trái tim. Phi điệp mắt trái tim. Đấy. Thì nếu mà để mà nói về những cái video của em trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy, thì các bác cũng biết là cái này thì nó cũng rất là nhiều bông. Và được em thì em đánh giá cao những cái cây như thế này. Chứ còn tại sao mà những cái cây mà người ta chụp á, chụp một bông ấy, em rất khó đánh giá. Ví dụ như cái cây mắt đỏ cánh bầu đại chẳng hạn. Còn cái cây mắt đỏ tân lạc ấy, các bác thấy là cái giò nhà em nó rất là to. Nếu mà để mà nói tỷ lệ hoa thì đang là nó vẫn là nhiều nhất. Chứ còn bây giờ mà các bác cứ chơi một hai bông thì nó cũng rất là khó nói, khó đánh giá. Đấy, còn đây thì là cái cây một mắt trái tim. Đây rất là nhiều bông, rất là đẹp. Thì nói về sơ qua thân lá nó một chút các anh chị nhá. Đấy đây. Chắc em sẽ nói về sơ qua thân lá cũng như là những cái video các anh chị vẫn xem video của em ấy, thì vẫn biết là những cái cây nào em nói về thân lá, cách trồng, cách chăm nó cũng rất là đơn giản thôi. Hoàng thảo mà. Nó chăm nó dễ lắm anh chị ạ. Đấy. Nó cũng rất là đẹp, cái một mắt trái tim này nó cũng rất là đẹp. Được cái đã nó nhiều hoa nên là anh chị nhìn nó cũng dễ. Nhiều hoa là mình nhìn là mình biết ngay nó là nó đẹp hay nó xấu, chứ còn nếu mà nhiều khi mình cứ nhìn một hai bông nó cũng khó nói lắm. Khó đánh giá được. Có nhiều bác hỏi em về cây mắt đỏ tân lạc của em, cái đấy có phải cánh bầu đại không hay là như nào. Em cũng năm nay thì cái cây mà em mua là mắt đỏ cánh bầu đại mà năm ngoái em còn nói với các bác là sẽ nở. Để em sẽ phân tích vào cái video sau để xem mà thực sự là cái cây cánh bầu đại với cái cây mắt đỏ tân lạc nó có gì khác nhau không, hay là vẫn chỉ là một kết cấu giống hệt nhau đấy. Thì em sẽ nói ở video sau, anh chị có thể xem một cái video trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa nhé. Anh chị nếu như mà có muốn mua bán hay trao đổi thì cũng có thể liên hệ với bên em. Thì em sẽ nói về cái cây này một chút là cây một mắt trái tim này. Cái này thì thân lá của nó khá là to anh chị nhé. Với cái thân lá mà đang có ở nhà em đây, thân lá thì nó dài khoảng đây anh chị nhìn nó rất là to dài này. Đấy, rất là to dài. Thân bên trong anh chị nhìn đó. Đâu? Nhìn thân bên trong. Đấy, như cái thân này nó dài khoảng tầm độ 1m2. Đấy, cái đoạn đi lên thì khoảng 60, cái đoạn đi xuống khoảng 60 nữa. Dài khoảng 1m2, 1m3. Thân lá khá là ok, khá là to anh chị ạ. Đường kính thân của nó thì dài khoảng 0,5. Với những cái điểm bé hoặc cái cây còi ấy, còn to thì được tầm 1,5 cm. Thế cũng là rất là to rồi. Với những cái cây phi điệp tím bình thường thì nó cũng em thấy là nó cũng là một cái rất là to. Rất là to. Tầm 1.5 là to đẹp rồi. Đấy, còn cái thân lá của nó thì cái cây này thì thân lá của nó to và dài và thân là đây. Anh chị nhìn này. Thân lá nó hơi dính rắc một tí nhá. Nó ra nụ hoa này, hơi dính rắc một tí. Hơi dính rắc. Đấy. Cái lá của nó thì nó như phi điệp tím bình thường. Đấy. Lá nó có củ tím bình tím. Lá tím bình thường, lá của nó thì to khoảng từ 2 đến 3 cm và dài lá dài khoảng từ 5 đến 10 cm. Bởi vì có những cái là nó có thể là hơn 10 cm thì cái lá này chắc là tầm 12 cm gì đó. Nhưng nhìn chung là nó không nó khó để có thể là nhận biết 100%. Thân lá, đây ví dụ như cái lá này. Cái lá này cái lá to của nó này, đây mặt nó ra nó vàng, đằng nào cũng vàng. Đấy. Các bác thấy đây cái lá này nó phải dài tầm 13 cm đúng không? 12 13 cm đây như em đang cầm ạ. 2 3 cm. Còn những cái lá bình thường đây nó to này. Đấy, anh chị nhá. Nó to, nó là dòng lá dài.
chứ nó không phải là dạng dạng ấy, nó là dòng kiểu nói chung nó chả biết dòng gì, nói rất khó, nhưng đại loại lá nó như này. Đấy, anh chị nhìn cái bộ lá đó, cái lá cũ đó. Đây. Thân của nó là tương đối sạch sạch, nếu như mà già, anh chị ạ. Đây anh chị nhìn này, thân nó tương đối sạch sạch, thân già nó ấy. Nhưng mà mầm lên thì nó vẫn là tím như này. Mầm lên là tím anh chị nhá. Nhưng mầm bên cạnh này thì nó tương đối sạch sạch ấy. Tương đối xanh, chứ còn để nó xanh sạch nó phải trăm trăm cơ. Xanh sạch trăm trăm thì nó chỉ có những cây mà đột biến à, có nghĩa là những cái cây mà trắng, năm cái trắng cái thứ đấy. Chứ còn đây như cái cây này thì nó là cái cây phi điệp, cây này gọi là cây một mắt trái tim. Hoa nó cũng rất là thơm. Còn để mà định nghĩa về cái cây này thì em không dám chắc chắn. Nhưng mà đây thì nó là một cây rất là đẹp và cũng được rất là nhiều người biết đến ở Hà Nội là chủ yếu. Chứ còn để mà ở các tỉnh khác thì em thấy nó ít hơn. Đấy. Bởi vì cây này thì do anh ấy nuôi nguồn gốc thì em cũng chưa biết nào. Nhưng mà nuôi lâu ở nhà anh ấy và anh ấy cũng hay chia sẻ với anh em. Thì có, thì đây thì là những cái cây mà nó cũng đẹp. Thì em cũng nhân giống để chia sẻ, trao đổi. Thì nó cũng là một cây một mắt rất là đẹp. Nhưng còn cái cây một mắt, còn một cây một mắt nữa thì là chưa gọi là chưa có video ấy. Thì năm nay sẽ có anh chị em, cái cây một mắt mà khác cây thì cây này nữa, không phải cây một mắt năm ngoái đâu. Năm ngoái em cũng có một cây một mắt ấy. Anh chị có thể xem lại trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa, cũng có một cái cây phi điệp một mắt năm ngoái, nhưng cái đấy là một mắt hồng. Còn cây này thì nó vẫn phân thủy hai mắt rõ thôi, nhưng mà cái là ở cái giữa này của nó vẫn là tím. Với cả về cơ bản là cái việc gọi tên á, nó chỉ là gọi để cho nó dễ nhớ thôi anh chị ạ. Thì khi anh chị đã biết những cái bông hoa này rồi ấy, thì nó là đơn giản, chứ không phải là nó chỉ có một mắt là liền nhau anh chị nhá. Nó không phải là như cái cây một mắt năm ngoái ở cái trên kênh YouTube của em đâu. Kênh Thiên Đường Ngàn Hoa năm ngoái nó cũng một giỏ, nó cũng rất là nhiều hoa đó. Đấy. Thì là cái cây một mắt nó nói chung nó khá đa dạng. Đấy. Bởi vì những cái cây phi điệp tím này thì đánh giá và định nghĩa là nó khá là khó. Bởi vì có những người là người ta gọi những cây như này gọi là bệt, có những người thì người ta lại gọi là nọ là kia. Đấy. Nhưng mà mình cứ nhìn đẹp và mình gọi tên theo kiểu đơn giản, chỉ gọi là để dễ nhớ thôi, thì nó sẽ đỡ hơn, đỡ nhức đầu và mệt hơn. Còn cây này thì viền của nó là viền trắng cũng rất là đẹp. Đấy. Thì gọi là trái tim để cho nó dễ nhớ hoa thôi. Bởi cái mùi hoa nó tương đối giống như trái tim mà nó cũng rất là đẹp anh chị ạ. Đấy. Thì trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em có rất nhiều cây quay video. Bởi vì em tại sao mà em muốn quay những cái video này để mọi người cùng nhìn rằng đấy, ví dụ như cây mắt đỏ này, hay là những cái cây một mắt này, một mắt trái tim này, hoặc là cái cây mắt đỏ. Anh chị được nhìn nhiều bông này thì anh chị biết được rằng độ đẹp của nó đến đâu. Chứ bây giờ mà mình cứ chơi có một bông với cả chụp ảnh một bông thì người ta sẽ đánh giá theo nền, nó rất là khó, không biết được anh chị ạ. Khó lắm. Đấy. Thì đây là cái cây một mắt trái tim. Giới thiệu cho mọi người vậy thôi. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau với những cây hoa lan khác, với những cây hoa lan đẹp hơn. Thì em sẽ chia sẻ video và những video bán hàng của em trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau với những cây hoa lan khác. Mời anh chị cùng ngắm lại một lần nữa. Xem chào phận, xin phép chào anh chị.